Ngay tí bấy, mùi chung phụ mùi, nơi episode bằng xâm đến vì là tập hợp nông ca chạy trái nơi sắp hiệp trái ếch để cho lòng cách đầm nơi cá, nâng cá chạy bằng chút bì bởi kri đo lửa lục. Bì, là tập hợp bì ca chạy trái rồi bỏ bì, đo chia bì bộ biệt đá, nhị dê chanh nâu cốt bằng nón đo ọc co rồi bỏ bì. Là tập hợp bì ca chạy trái rồi bỏ bì, đo chia bật trá, nhị dê chanh nâu ca bằng bên xâm rạch, cốt bằng nón đo ọc co rồi bỏ bì. Hãy là tập hợp bì ca chạy trái rồi bỏ bì, đo chia bì bì nhiên, nhị dê chanh ca ăn vật cốt bằng nón rồi bỏ bì, để bàn bằng bên xâm rạch. Bảy, đòi bỏ bì kì, đo lửa lộp, cư chìa ca prae sập hiệp bì trái ếch, nụ ca chạy bình chún, hiệp đo lửa lộp rồi bỏ truông, rùm bình chô tiếng ca chạy trái đo xâm bố bếp, nây bì trái ếch. Ca chạy trái bày đo rồi bỏ bì trái ếch, trọc bàn rùm bình chô nụ khăn ông ca chạy bình chún bì bì kì, đo lửa lộp, hai trọc bàn bằng bình, nâng xâm rạch trong cối, nụ khăn ông ca chạy bình chún, để rùm bình chô cực tiếng ớ rồi bỏ bì kì, đo lửa lộp. Các bạn rong chân chếm nâu bếp bực. Episode chung phục mùi, khó buôn, khó prám. Tạm đại truông bán chơ rơ dương rô khní, khăn ông bệ kri. Tăng bì môn cầm nợt lâu kê mốc. Rồi dối ôi dương rô khní bán bò rì sớt. Hơi ít cần lên bánh tố bán nâu chung phục truông. Đôi xích đầy sở lãnh. Bì bước bệ truông bán đầm râu dương rô khní tục chìa môn. Xâm rập ôi truông bán tờ tùa dương khăn ông thần nạ chìa côn. Đôi xa bì dì xú kri, ta bầm nông bà hà rà tay trông. Không phải bì phải bấy, hai trông bàn bà tiên trông một thơ chia xe rửa xa, lơ cục tiếng ớ, lo cục chùm núm, đe chia rụ cài trông. Cứ chia xe cả đây bộ bình, rụ bọc bì ống, đe bầm bình cục tiếng ớ, khăn nông tiếng ớ. Epe số, mùi, bằng hai thả. Rịa bàn bà tiên phố đo bộ nè chứa, chìm mùi ca chạy trái bày đòn. Tì mùi, đòi bìa bộ bệ đá. Tì bí, đòi bìa rịch bật ra. Nâng tì bấy, đòi bìa bì nhìn. Nâu tì bầm phật, ca chạy trái ní, nâng trao bàn bà tiên bật ca. Đòi ca chạy bình chún, bì bìa kì đo lửa lục. Ca chạy trái rập bọc bìa bộ bệ đá, khăn nông ca chờ rơ. Nâng ca cầm nọt tục chìa mùn. Là tập hợp tự tùa bàn côn chìa trờn, đập bay bằng cất rùa xa rồi bỏ bìa, nông ca nhếch, chìa bỏ rì sợt. Ca chạy chai rồi bỏ bìa rì chìa bật ra, nông ca bỏ lúa, nâng ca sẵn cửa. Là tập hợp tự tùa bàn một đọ, chìa cầm nọc trộp, đòi bìa, chìa cầm xịp tơ rồi bỏ bìa. Ní miên này thả, côn chìa trờn, để chìa là tập hợp chanh mô bì ca chạy chai rồi bỏ bìa bộ bể đá, nâng khai tư chìa cầm nọc trộp. Phải đòi bìa, chia một đọa rồi bỏ trùng. Bìa tự tuột bàn dưỡng, chia cầm xít, chia cầm nọc trộp rồi bỏ trùng. Bàn tập một, ca chạy trái rồi bỏ bìa bình nhiên, nụ khăn ông ca bỏ trá, nâng ca bình chăm chất. Lắp tập hồ nụ khăn ông, bìa, chia một đọa rồi bỏ bộ nệ chứa, chia phiếp lo ếch cho rồi bỏ bộ kì. Lắp tập hồ bì ca chạy trái trái ếch rồi bỏ bìa, cứ tự tuột bàn con chia trơn. Đã chia cầm xịt rồi bỏ bìa. Nâng chia một đọ rồi bỏ dường. Vẫn thế, mình tuân biến khổng chùm nụm nụ lời tê. Rồi hốt tuôn tại bìa kì. Đo lửa lộp. Ban dương một đọc bầy chạm bình chút nâu ca chạy trái rồi bỏ bìa tiếng sông. Côn chia trơn. Một đọ rồi bỏ bìa. Một đọ rồi bỏ dường. Nâng ca chạm bình chút bì bìa kì. Đo lửa lộp. Ban đo chùm nụt cầm bù nụ khăn ông khổng chùm nụm. Chia rụ cài rồi bỏ bìa kì. Ẩm nàn thằng ngày nì, môn bêl về lìa chặt đớm, bìa đo chìa bìa bộ bệ đá, bàn chìa rơ dưỡng, bàn tớp mốc, trông bàn cầm nọt dưỡng tục chìa bùn. Cầm nọt chốc vì sna xâm rạp dưỡng, ế phê xô chùm phụ mùi khó prám, tam ca chìa rơ rồi bỏ trông, bìa bàn cầm nọt dưỡng tục chìa bùn, ôi tự tù phiếp chìa côn. Khó prám, ní miên này thả, bìa ông bàn cầm nọt tục chìa bùn thả, dưỡng, nâng khai chìa côn rồi bỏ trùng. Thân nạ chìa côn, cứ chìa rương rao nơi ca chạy trái chì vịt. Dương miên bìa bộ biệt đá, đo ớt cha, đẹp bỏ rực bố khăn ông chì vịt. Sự mặt tập hiệp rồi bỏ trùng, cứ ớt cha chìa xạ cầu. Hơi trùng miên chì vịt, giang bỏ rực bố xâm rạp chạy trái. Nâng khăn ông ca bằng cơ rồi bỏ trùng tiếng ớt ní.
ព្រះអង្គបានចែកចាយជីវិតរបស់ទ្រង់ទៅក្នុងពួកកូនរបស់ទ្រង់ការប្រលួសរបស់ព្រះរាជបុត្រាសម្រាប់ការបំពេញសម្រេចនៃគោលបំណងដល់អស់កលរបស់ព្រះគឺការកាន់កាប់ត្រួតត្រាក្នុងកាលដែលពេលពេញកំណត់បានមកដល់ដើម្បីនឹងបំប្រួមគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទអេភេសូ ខ9:9ដោយសារតែពួកអ្នកជឿជាច្រើននៅតែរស់នៅក្នុងការបង្កើតចាស់ទើបពួកគេត្រូវបានបំបែកពួកគេគ្មានភាពតែមួយគ្មានការរួមរួមមាននៃថាពួកគេគ្មានការបំព្រមដរាបណាយើងរស់នៅដោយជីវិតរបស់ព្រះនោះយើងរួមរួមគ្នាជីវិតរួមរួមនេះត្រូវបានប្រើដោយព្រះគ្រីស្ទដើម្បីបំព្រមយើងចូលទៅក្នុងការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំតែមួយ ការចែកចាយរបស់ព្រះវិញ្ញាណគឺជាការបោះត្រារបស់ទ្រង់ទល់តែបានលួសរបស់កំណាន់ដែលទ្រង់បានទិញទុកឲ្យយើងនោះសម្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរដល់សិរីល្អនៃទ្រង់ខ១៣:១៤ការបោះត្រារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងរស់នៅហើយធ្វើការនៅក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីជ្រាបចូលនឹងផ្លាស់ប្រែយើងដោយអង្គធាតុរបស់ព្រះរហូតដល់យើង ពេញវ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះហើយនៅទីបំផុតត្រូវបានប្រោះលោះយ៉ាងពេញលេញសូម្បីតែរាងកាយរបស់យើងផងដែរការចែកចាយសភាពត្រីឯកបែបនេះបកសម្ដែងយ៉ាងលម្អិតពីការចែកចាយភាពបរិបូរណ៍របស់ព្រះត្រីឯកការចែកចាយរបស់ព្រះត្រីឯកដែលបានឆ្លងកាត់ដំណើរការលទ្ធផលទទួលបានកូនរបស់ព្រះជាច្រើនជាមរតកដ៏មានតម្លៃចំពោះព្រះ ហើយមានការរួមចំណែកយ៉ាងពេញលេញរបស់យើងក្នុងឋានៈជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលជាក្រុមជំនុំជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅឡើយទេនេះគឺត្រូវការចាក់បញ្ជូនពីព្រះគ្រីស្ទដល់លោកដែលលទ្ធផលចុងក្រោយនៅក្នុងក្រុមជំនុំជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទការចែកចាយបីដងរបស់ព្រះត្រីឯក ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការចាក់បញ្ជូនពីព្រះគ្រីស្ទដល់លោកហើយត្រូវបានបញ្ចប់និងបំពេញសម្រេចចុងក្រោយនៅក្នុងការចាក់បញ្ជូនដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ពីព្រះគ្រីស្ទដល់លោក